đã quay trở lại chương trình của Master Team TV. Không còn thì đầu mình gặp anh em ở trong cái buổi sáng sớm này, mặt như cái bịp bịp. Rồi, thì hôm nay tại sao mình giải thích tại sao là mình dậy sớm như vậy và tại sao mình chuẩn bị cả đây và cái ba lô sau này, vì đơn giản hôm nay mình sẽ được về quê. Hôm nay là một bữa về quê sau 7 năm, cũng là dài rồi, cũng về rồi. Thì hôm nay thì mình về quê thì sẽ có rất là nhiều thứ hay ho, và đồng thời là đương nhiên không quên được nhiệm vụ Rachel của mình, truyền bá Rachel tới các ngôi làng, các thôn làng. Ok, thì anh em đã chuẩn bị sẵn sàng cho hành trình này chưa? Ok, let's Đấy, bây giờ go. đang về quê rất hỗn loạn cùng với thanh thanh niên ngồi bên cạnh đây, bịt mặt. Đấy, hình ảnh đã được kiểm duyệt. Đây là trên xe, nói chung là rất là bí. Nhìn đằng sau thì toàn một đống đồ. Đây. Đấy. Rất là bí luôn. Nên là đây sẽ một chuyến đi dài sau vài tiếng. Vài tiếng. Thấy đây là núi vàng, núi bạc. Rất là đẹp. Và what the fuck, cái cây xăng nó chặn mía rồi. Thôi không sao cả. Đấy. Đẹp không? Đấy, em thấy rất là đẹp. Mình đang ở khu vực cái nơi kỳ khiếu có gái ở đấy, không hề biết. Nhưng mà nhìn chung là rất là đẹp. Ok, sắp được về quê nơi rồi. Wakarimashita. Đây, đã về nhà sau một chuyến đi cực dài. Và tối nay thì sẽ có một cái số tiết mục rất là hay đây. Anh em cùng đón xem nhé. Mình đang ở trên 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 này thì rất là hỗn loạn. Đấy, 7 năm rồi, mọi thứ rất là khác. Và tối nay thì mình sẽ tổ chức một cái chương trình, một cái show. Để anh em nhớ đón xem nhé. Show thì cũng sẽ liên quan đến Retro và đúng như tinh tinh thần kênh ngày hôm nay và tinh thần của đầu năm mới. Và chỉ còn 2 ngày nữa thôi là New Year rồi. Ok, ikimashou. Ok. À, đây là trước giờ luyện tập của các cháu thiếu niên nhi đồng. Cho nên là để chuẩn bị cho tối nay thì mình sẽ tổ chức một cái giải đấu cho mấy cháu này để thể hiện sức mạnh của đội cháu. Ok. Đấy, cái này là giờ tập luyện. Đấy, trước giờ tập luyện. Anh em thấy là hôm nay mình mang về rất là nhiều. Mình cũng mang về cả PS2 và PlayStation 2. Đấy, khá là nhiều. Thậm chí còn vác cả cái cục nặng chết tiệt. Còn 2 xe, chọn xe đi, chọn xe đi. Tiền chị mang. Không ai được đụng vào cái này nữa. Hai này cấm được đụng vào nhá. Anh chọn xe đâu? Ai chọn xe đâu? Ai biết được? Bấm. Chị màu tím, chị màu tím. Ờ thì bấm phím A đi, bấm phím A chọn đi. Cháu chọn phím A rồi. Nào nhanh lên nào, 3, không, không sau 3 giây mà không chọn là xử thua luôn này. 3 này. Cho 2. Bấm nha nhanh ngay tức. Rồi, ok, thank you. Cháu xe đổi nha. Ờ, chị xe màu tím. Để ý xe của mình nhá. Em xe không đổi. Mà lại dâu nọ cắm gặp bà kia đấy. Hả? Chuẩn bị ai? Cháu xe màu tím. Ủa, bắt đầu. Bọn kia đâu rồi, cút. Xe nào màu tím cho chị nhá. Chị cắn máu luôn. Khô máu luôn. Cho dạ cháu xe xe đỏ đâu đang rồi? Vị trí nhất nhá. Cái bóng ra vị trí nhất. Xe đỏ rồi, xe đỏ cút rồi. Xe đỏ cút rồi, xe đỏ cút rồi. Của thằng Quang là bên nào đấy? Bên nào? Thằng kia đấy. Bên này đúng không? Thằng Quang là vị trí nhất đấy. Đấy, cháu vừa đua ừ, qua xe đỏ. Không, biết tay cầm để biết là của ai. Rồi, tin chết chọn. Chú bảo rồi mà, ờ chọn mà. Đấy, tay cầm 1, 2, 3, 4 người. Okay, chị mang đấy. Cả trò chơi về chơi. Chú về nhất rồi. Chú về nhất rồi. Bóng năm gì sau về bóng? Chú sẽ mang cả băng Mario. Năm sau Tuấn về chứ. Chú mang băng Mario. Thực ra ấy, lúc nãy là bọn mà. Trong trò chơi ấy thì đúng, lúc nãy là bọn nó chơi chơi rồi, với nhau. Dẫn đầu rồi. Nhưng mà bọn này thắng. Dẫn đầu rồi nhưng mà chú bà. Làm một quả này gọi là luân lưu. Chú ơi, chú coi đây về đâu? Bóng. Cố gắng lên, cố gắng lên. Đâu có 3 vòng nhá, mới đi được 1 trên 3 vòng. Cái đứa nào mà đang về nhất là đang đi được 2 trên 3 vòng.
bóng mình trên 2-3 vòng. Đi đâu nhỉ? 3/3 vòng là thắng rồi. 3/3 vòng là thắng rồi. À mình chơi đỏ vãi. Sao mình lại chơi đỏ nhỉ? Không, chơi tím mà. Chơi tím mà. Chơi đỏ. Đừng có nhầm xe của mình nhá. Nhớ xe của mình nhá. Được rồi ơi. Xe của chị là xe đỏ. Không ai được đụng vào máy nhá. Không ai được đụng vào băng nhá. Không ai đụng vào cái này, tránh xa này ra nhá. Đâu còn 2 với bạn chơi 2/3, 2/3 không ạ? Chờ 2/3 rồi này. Go. Bóng đâu rồi? Bóng vừa lên cút đâu rồi? Cố gắng lên. Đứa nào thắng sẽ có dòng đỏ màu uống. Chú Khao. Chú ơi, của cháu là cái nào? Chú cơ hộ cháu. Cái màu đỏ. Không có hộ nhá. Chơi là phải công bằng. Màu đỏ xếp thứ hai kìa. Của chị đây. Là. Cố gắng lên. 2/3 vòng rồi, 2/3 vòng rồi. Có một vòng cuối thì quyết định đứa nào về nhất. Đây là đang về nhất. Anh Quang. 3/3. Quang đang về nhất. Ở đâu? Không phải anh Quang 3/3 rồi. Không phải, cái vấn đề là ai đang về nhất, về nhì, về ba, về bốn. Đứa nào về bốn là bét đấy. Chỉ cần một đứa về nhất đại diện cho hai đội thôi là thắng rồi. Đứa nào đang đi xe này? Cháu. Bay. Đuổi kịp Quang đi, nhanh lên, cố gắng lên. Dòng đỏ là của mấy đứa, có tên lửa bắn tên lửa đi. Ai tên lửa đi? Trời ơi, đang gần đấy. Đã rồi. Cố gắng lên, thằng Quang sắp về đích rồi. Dòng đỏ là của mấy đứa. Cháu là 3/3 sao ấy? 3/3 rồi. Nhưng mà chị đuổi được em. Ồ nhờ, tất cả 3/3 rồi. 3/3 rồi, nhưng quan trọng là ai ấy? Quan trọng là ai về đích trước đây này, về nhất, về nhì, về ba hay là về bét? Chị là về 2 rồi này, chết rồi, xong phim. Rồi. Đừng có đâm vào tường, hạn chế đâm vào tường. Quang đang về nhất, từ từ. Để tìm được người về nhì. Để xem người về nhì có phải là người cùng đội Quang không. Rồi, về nhất đi. Rồi, bóng về nhất. Bóng về nhì. Bóng về nhì. Rồi, ok. Đứa nào về bét đây. Được, về bét, yên tâm. Chú sẽ mua dòng đỏ cho mấy đứa. Này em. Chú, cháu nhiều nhất nhá, thắng 2 trận rồi đấy. Rồi, dòng đỏ là thuộc về Quang. Cháu là ba. Rồi, ok, mọi thứ đã kết thúc. Bây giờ chú sẽ đi mua dòng đỏ nhá. Đi mua nhá. Chuẩn bị ăn mừng. Còn yên tâm, không sao. Không, yên tâm, không sao. Cái chip chú vẫn nợ của chip một cái dòng đỏ. Cho nên là con phải được khuyến khích. Được chưa? 4 lon dòng đỏ. Chú vẫn chưa hay cho cháu đi. Bây giờ tạm thời tắt máy đã. Đi mua phần thưởng đã. Xong về chúng ta sẽ chuyển tiếp. Đấy nhá, ok.